Hôm nay mình sẽ quay cho các bạn xem về cái bộ giá nấm. Thì sau khi giá thì nó sẽ như thế nào ha? Và những cái lỗ lủng nào thì giá được, lỗ nào không. Và giá nấm thì nó khác cái giá lụi ở chỗ nào. Khi mà mình giá nấm như vậy, mình có thể là đi lâu dài được hay không, hay là về tới nhà là mình phải giá ép lại. Và cơ chế của nó như thế nào? Đó, như các bạn đang thấy nè, là cái phần đầu đầu giá cái phần đít của cái giá nấm nó nằm ở bên ngoài, và cái nấm á, thì nó sẽ nằm ở bích cái lỗ lủng ở bên trong. Nó giống như là một cái nón lá vậy các bạn. Ở cái đầu nấm á, thì các bạn biết cái nấm nó như thế nào rồi đó. Thì khi mà mình giá vô trong á, thì cái đầu nấm nó giống như cái nón, nó chụp lên ngoài cái lỗ lủng, nó sẽ chụp khá là bự đó, khá là bự, để nó lắp cái lỗ lủng từ ở bên trong. Và cái áp suất của bánh xe, cái hơi bánh xe nó sẽ đẩy đẩy cái nón nấm ở bên trong lắp cái lỗ lủng. Còn ở ngoài cái thân nấm đó các bạn, thì khi mà bơm lên đó, thì cái cao su của bánh xe này nó sẽ căng lên, nó sẽ bóp nhỏ lại, thì cái thân nấm này nè nó sẽ sát khít với cái lỗ lủng đó. Nó không bị xì hơi. Và cái đầu cái nấm đó, ngay chỗ cái nón nấm đó, thì nó sẽ bịt cái lỗ lủng lại, cho nên là không không thể nào mà rò rỉ khi mà mình giá nấm được. Cho nên là có thể là sử dụng cái giá nấm này cho tới khi mà cái vỏ xe này không còn xài được nữa thì mới tháo ra bỏ, không cần phải giá ép lại. Và giá nấm như thế này á, thì các bạn thấy là nó chỉ có một cái lỗ nhỏ thôi đó, cái nấm nó bít lại, cho nên là nó an toàn. Nó không có giống như là giá lụi. Ở một vấn đề là cái giá lụi là chỉ chọt cái miếng cao su vô trong đó có keo thôi đó. Ở trong cái quá trình mình chạy á, thì cái miếng cao su nó sẽ bị nhúc nhích, nó không có cái gì ở bên trong để nó đẩy cái lỗ lủng lại, thì nó sẽ bị rò rỉ hơi. Rồi có nhiều trường hợp mà mình chạy tốc độ cao á, thì cái miếng giá lụi á, nó bị bung đó, nó sẽ xì hơi rất là nhanh đó, làm cho mình chạy xe nguy hiểm. Thì cái giá nấm này nó khác cái giá lụi ở chỗ đó, rất là an toàn ha các bạn. Một cái trường hợp mà không thể mà về sử dụng giá nấm này á, là khi mà cái bề rách vỏ đó, ví dụ như mình cán cái miếng sắt mà nó dài tầm khoảng bao nhiêu đây nè, là mình không có thể sử dụng giá nấm mình giá được ha. Đối với những cái lỗ lủng mà nó đâm thẳng và nó nhỏ hơn cái đầu đũa thì mình có thể là sử dụng giá nấm được. Nếu như mình lỗ lủng mà nó nằm xéo qua một bên như mé thế này, các bạn thấy cái đinh nó nằm xéo qua một bên như thế này là không sử dụng giá nấm được ha. Tại vì giá nấm không thể giá xéo được, nó chỉ giá thẳng từ trên giá xuống thôi. Tí xíu mình sẽ quay cho các bạn xem cái bộ giá nấm và cái dụng cụ mà hôm nay mình đem đi trong cái tour lần này ha các bạn. Sẵn đây thì mình sẽ quay cho các bạn xem về cái vỏ của Winner X luôn. Tại vì mình nghe nói đâu là Winner X này có một vài cái đơn vị bán xe là người ta về người ta đổi cái vỏ zin của xe rồi, cho nên là chạy rất là trượt. Không biết phải như vậy không thì bây giờ mình sẽ quay cho các bạn xem về cái thông số của cái vỏ sau cũng như là cái thương hiệu nè. Đó. Bạn nào mà đang chạy Winner X thì có thể là xem cái đoạn này ha. 120 70 17 nè, MC 58B. Ở các bạn xem thử cái vỏ của các bạn có giống như vỏ xe của mình không ha. Tại vì xe này á, vừa về tới đại lý là mình mua rồi, cho nên là cái vấn đề bị tráo vỏ là sẽ không có ha. Đó, thông số và cái tên vỏ nè. Như các bạn thấy là mình đi mình chạy trong điều kiện đường mưa, ôm cua đèo, rồi đi những con đường đá rồi đường đất rất là nhiều, chạy tốc độ cũng cao. Nhưng mà cái vỏ này nó không có bị trượt. Có một số bạn thì nói là vỏ Winner X này rất là trượt. Đó, cho nên là mình quay cho các bạn coi cái thông số nè, coi các bạn về các bạn coi lại xe của các bạn coi nó có giống không. Nếu như mà không giống thì các bạn hiểu là mình đã bị tráo vỏ ha. Tráo vỏ để làm gì các bạn? Thì mấy nhân viên đó là khi mà cái hàng về tốt, tráo vỏ để cho người ta xài đó, người ta hế cái cặp vỏ không có được chất lượng vào cho các bạn, đền cho công ty thì cũng bình thường đó. Khách hàng mua về chạy thì nó không có được ok. Rồi bây giờ mình sẽ lên nó quay cho các bạn coi cái bộ giá nấm. Và đây là hai cái cần thiết và rất quan trọng khi mà chúng ta đi tour ha các bạn. Đầu tiên đó là cái bộ giá top và go.
như mình nói cho các bạn đó là nó chỉ giá được những cái đinh đâm thẳng và nhỏ hơn đầu đũa đó. Thường thường thì rất là dễ hay bị lủng những cái trường hợp đó. Nếu như mà mình đi xa thì mình còn đem theo một cái chai Michelin vá khẩn cấp nữa các bạn. Nhưng mà cái chai Michelin vá khẩn cấp đó nó có một cái điểm yếu, đó là khi mà mình bị lủng ở giữa thì giá ok đó, nhưng mà khi mà mình bị lủng ở bên cạnh thì lại giá không được, cho nên mình không có đem theo cái chai đó. Nhưng mà nếu là đi xa hơn nữa thì mình sẽ đem theo cái chai đó để phòng hờ những cái trường hợp mà cái lỗ lủng nó sẽ khoảng dài dài vậy mà không thể giá nắm được, thì mình có thể là sử dụng chai đó để mình giá mà mình chạy được tầm khoảng trăm mấy 200 cây số ra tới cái chỗ nào mà có thể là giá ép bên trong. Rồi bây giờ mình sẽ mở cái bộ top và go lên cho các bạn xem ha. Bộ này thì bữa nay mình sẽ bán cái bộ này luôn hả các bạn. Bộ này thì mình sẽ tìm cái nguồn hàng mà không có cái đồ bơm sẵn á, tại vì cái bộ này nó có đồ bơm, nó tới 1,5 triệu rồi các bạn, mà cái đồ bơm của nó mình thấy không có được chất lượng, mình không có xài. Ví dụ như bạn cần xài á, bạn phải háo tùm lum ra mới lấy được cái bình xe ra rồi mới 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 xài được cái đồ bơm đó, thì nó bất tiện lắm. Cho nên là sử dụng cái đồ bơm của Xiaomi nè. Bây giờ mình sẽ mở lấy đồ bơm Xiaomi rồi. Đây các bạn, đồ bơm của Xiaomi ha, nhìn rất là đẹp, giống như y như cái ổ khóa vậy các bạn. Có giá là khoảng 1,000,000 mấy, mình không nhớ rõ nữa. Ở đây là cái nắm để mình giá nè. Giờ mình sẽ mở nắm cho các bạn xem. Đây là nhân vật chính của chúng ta nè. Khi mà mình mua một bộ thì ta cho mình bao nhiêu đây nắm nè. Khi mà xài hết cái nắm này rồi đó các bạn, thì các bạn sẽ mua thêm với giá là khoảng 500.000. Mình không nhớ rõ là được bao nhiêu cây nắm nhưng mà cũng rất là nhiều. Đây nè, cái phần đầu nón này nó sẽ lắp cái lỗ lủng của bạn từ ở bên trong. Cái thân nắm này nó sẽ lắp ở ngoài cái miếng ngoài và cái thân và cái đường kính của lỗ lủng. Đó, các bạn thấy không? Là nếu mà lủng một cái cây đinh thẳng đâm xuyên hẳn bằng cái đầu đũa thì vẫn có thể là giá bằng cái này được luôn nha các bạn. Nó rất là cứng cáp. Cái nắm này nó không phải giống như là cái nắm mà của cái bộ mà để giá ô tô nha các bạn. Cái bộ giá ô tô mà người ta giá cho các bạn một cái nắm màu đỏ đỏ rồi á, cái nắm nó cực kỳ dở. À, mình cũng có mua thử cái đỏ nắm nó về mình xài rồi thì xài không có được các bạn. Cái nắm nó khi mà giá vào á, nó không có kín cái lỗ, mà cái nắm nó không có được dai nữa. Nắm không được dai, đừng có liên tưởng tới đây nắm đồ ăn nha. Nắm không được dai nghĩa là sau khi mà mình đã đưa cái đầu nắm này vô trong cái lỗ lủng mình kéo ra các bạn, thì cái nắm này rất là dai và nó là cao su, nó mềm nè, nó hít với lại cái vỏ xe của các bạn. Còn cái nắm nó chai, nó cứng, khi mà mình kéo ra cái nó bị đứt ngang hoặc là nó bị nó chai, nó không có kín cái lỗ lủng của các bạn, dẫn tới là nó bị rò rỉ. À, mấy ông mà tiệm sửa xe với lại mấy ông mà giá ô tô ấy, khi mà nhìn thấy cái nắm này nói ui ba cái nắm này giá bữa nay nó cũng xì nữa, là tại vì mấy ông chơi cái bịch đó, các bạn biết là bịch đó hình như là mấy trăm nắm á, mà có đâu 80-90 ngàn gì á, thì hỏi các bạn sao mà chất lượng được. Còn cái bộ nắm này là nắm của Mỹ, à, nắm Trung Quốc với nắm Mỹ nó khác nhau nha. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ quay tới cái dụng cụ cho các bạn. Khi mà các bạn mà xài cái nắm này này, các bạn lưu ý là mình cắt một cái lỗ nhỏ để mình lấy ra thôi, và mình sẽ để ở trong một cái bịch kính để chi, để cho nó không khô cái dầu ở trong cái bịch này đó. Cái dầu ở trong cái nắm này rất là quan trọng các bạn. Ngày xưa mình xài mình không để ý để cho nó khô cái dầu, thì khi mà khô cái dầu này á, thì giá nắm này á, nó sẽ không còn được tốt nữa, mình giá nó không có được trơn trơn tru. Đây nè, cái bộ đồ nghề giá nắm thì ở trong bộ nó thì sẽ có như vậy, và được một cái đồ bơm, mình bỏ đồ bơm ở nhà rồi, đồ bơm nó cũng chúi lắm. Cái cây này á, là để dùi lỗ để cho nó được mịn, để nó nới cái lỗ ra tí xíu để mình đúc cái dụng cụ này vào nè. Mình sẽ đúc cái đầu này nè, chứ để cái cây nhọn nhọn này vô trước, xong rồi mình sẽ dặn ra, mình lấy cái cây nhọn nhọn này ra, bắt đầu là mình mới để nắm vô trong cái cục này, nó không có cái đầu này sẵn đâu nha, để nắm vô trong đây. Bắt đầu là mình mới dặn vô cái đầu này, thì cái đầu này nó đang dính ở trong cái vỏ xe các bạn á. Rồi mới sử dụng cái cây lục giác nè, dặn ở dưới cái đít của cái dụng cụ này để cho nắm nó từ đây nó sẽ đi xuống đây vô trong cái vỏ xe các bạn. Các bạn sẽ rút mạnh ra thì cái đít nắm như các bạn mới thấy hồi nãy á, nó sẽ nằm ở ngoài bìa. Rồi mình mới nắm lắm lấy cái kìm mình kéo cái đầu nắm, kéo cái nắm ra. Rồi các bạn lưu ý như thế này, khi mà mình
để nấm vô được rồi các bạn rút cái dụng cụ ra đúng không? Thì các bạn đừng có vội mà lấy kìm mà mình kéo vội cái lúc đó thì cái vỏ của mình lúc đó nó mềm á, nó sẽ tuột luôn, nó nấm đi ra luôn, mình kéo lực nó mạnh quá. Thì các bạn bơm bánh xe lên tầm khoảng nửa đường đi, rồi xong rồi mình mới dùng kìm mình kéo cái đít nấm. Kéo đít nấm là kéo phần này nè, kéo cái phần này nó lòi ra ngoài nè, mình kéo ra. Thì cái đầu nấm này nó sẽ lắp được cái lỗ lủng cho các bạn ha. Lắp được cái lỗ lủng bự á, chứ không 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 nhỏ đâu, nhưng mà cái lỗ lủng nó xéo quá thì có. Nếu mà lỗ lủng xéo mà nó dài hơn khoảng nửa lóng tay của mình đó là không không thể sử dụng được giá nấm này ha. Đó. Mà các bạn biết đó là ngày hôm qua là mình không có đem theo kìm là một cái. Các bạn thấy xui không? Không có kìm thì làm sao kéo được? Ví dụ như mình mở được cái van vòi ra cái cảm biến đo áp suất của mình cái bánh á thì nó có một cái miếng miếng lồng đờn, thì phải tháo được miếng lồng đờn ra mới tháo được cái cảm biến áp suất lớp rồi mới bơm hơi vô được. Mà hai cái mình quan trọng nhất đó là cái kìm và cái khóa 13 thì mình lại không có đem theo, cho nên là dù có bộ vá và có đầu bơm thì vẫn không xài được đó. Mình phải đi tìm kiếm một cái tiệm mà có được cái dụng cụ đó mình mới vá xong rồi mình mới đi. Là cũng một phần cũng rất là may mắn là hôm qua mình đã kiếm được đó. Còn cái này là cái cây đinh mà trong một cái tour đi BMW mà mình đã cán cái cây này nè các bạn thấy cán thấy ghê không? Đó. Không có cái đồ đo áp, không có cái đồ mà cảnh báo áp suất lớp đó các bạn, thì khi mà mình chạy xe mình cán cây cỡ như vậy nè mà nó không có xì liền đó, mòn hết một bên của cây đinh luôn mà còn không biết. Trong khi ngày hôm qua mình chạy chiếc Winner X mình có cái đồ cảnh báo áp suất lớp á, là cái đinh nó vừa lủng vô vừa xì thôi là mình đã biết liền rồi. Rồi bây giờ mình sẽ quay sơ về cái đầu bơm của Xiaomi ha. Cái này dễ lắm mày. Các bạn nhìn thấy cái đầu đỏ đỏ không? Rút ra là tự động nó lên nguồn rồi. À mình có một cái clip mà review cái này cũng như là test cái đầu bơm này rồi, thì các bạn có thể là xem lại cái clip đó ha. Có cái đường link cho các bạn mua hàng luôn. Cái này là mua hàng từ bên nước ngoài, cho nên là các bạn cần phải có tài khoản ngân hàng Visa thì mới đặt được ở bên nước ngoài ha. Xài rất là ok các bạn. Đặt hàng chính hãng ở bên nước ngoài luôn, cho nên là không có sợ là hàng fake. Chứ mình các bạn mua trên thị trường thì nhiều khi mà bị dễ bị trúng hàng fake lắm. Nên mình đặt trực tiếp từ bên Xiaomi về luôn ha các bạn. Hàng rất là xịn sò. Một cái đầu bơm như thế này các bạn có thể là bơm cho cả một cái đại đội xe của các bạn luôn. Nếu như mà anh em các bạn mà lủng lên lủng xe mô tô xe máy nha, đi một nhóm là khoảng 20 chiếc mà lủng 10 chiếc thì có thể là bơm được 10 10 cái bánh xe dư sức nha các bạn. Bánh xe ô tô là bơm 4 bánh là một một cái đầu bơm này là ok đó. Nếu mà để bơm bánh xe cho Winner của mình á thì bơm nhấp nháy lắm, nó chỉ trung bình tầm khoảng 3 tới 4 phút là có thể là xong rồi, có thể là nhanh hơn nữa đó các bạn. Trong này thì nó tích hợp pin sẵn và cái bộ này á, thì nó có cái quạt tản nhiệt bên trong luôn, cho nên là bơm không có sợ bị nóng cái đầu bơm là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó sẽ tự ngắt hơi khi mà nó đầy, có nghĩa là nè đó mình sẽ cài thông số là 33 PSI chẳng hạn đi, thì bây giờ mình sẽ cho lên 34 thì nó sẽ là 33 PSI. Nếu như mà 33, nếu như mà mình muốn là 32 thì mình sẽ để 33 thì nó sẽ bơm đúng tới 32, tới 33 nó tới 30 tới 20 mấy là nó ngắt à. 32 rưỡi là nó ngắt thôi chứ nó không tới 33. Nghĩa là nó sẽ có một cái độ 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 ngắt gọi là sao ta? Ví dụ như là mình để 33 PSI đi mà mình muốn đúng 33 thì mình phải để 34, nó sẽ trừ hao là nó sẽ đúng 33,5 PSI cho các bạn luôn. Thì nó dư ra miếng để làm gì khi mà các bạn tháo cái vòi này ra nè. Nó sẽ bị xì một ít hơi. Đó. Cho nên là nó tính là nó sẽ cho dư ra một miếng hơi để mình có thể là mình thao tác mình gắn nắp chụp lại. Cái cục này á, thì sạc pin cũng rất là nhanh các bạn, sạc có một tí xíu là nó đầy thôi. Mình có thể là cầm theo để mình bơm bánh xe. Ngày xưa thì mình cứ nghĩ là mình đem theo một cái đầu vá bộ vá như vậy là đã ok rồi, không cần phải đem theo cái bộ bơm này làm cái gì. Nhưng mà trong cái quá trình mà đi tour thì mình mới thấy được cái độ quan trọng của cái đầu bơm. Các bạn bị lủng bánh xe, các bạn giá bằng giá nấm nhưng mà các bạn không kiếm được cái chỗ bơm bánh xe thì các bạn cũng chết đó. Cho nên là mình đem theo cái đầu bơm như thế này
trong những cái trường hợp tình huống mà nó không có tiệm sửa xe ở gần đó thì rất là có hữu ích luôn ha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip này. Hiện tại thì trên thị trường cũng có vài nơi bán cái bộ giá nắm, các bạn có thể là liên hệ để mua trước cũng được. Còn sau này thì mình sẽ nhập về cái bộ này để bán cho các bạn sử dụng, rất là có hiệu quả.